Bạn yêu thích nghề sửa chữa điện dân dụng, đang mong muốn tìm hiểu và theo đuổi ngành nghề này nhưng chưa hiểu rõ về nghề sửa chữa điện dân dụng, chương trình đào tạo và đặc biệt là học phí của ngành nghề này trong năm 2024. Thì trong video ngày hôm nay, Kỳ Duyên sẽ giúp các bạn hiểu rõ về chương trình đào tạo, đặc biệt là mức học phí nghề sửa chữa điện dân dụng của trường dạy nghề Thanh Xuân trong năm 2024 này. Và nếu như bạn yêu thích video này, đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và trường dạy nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và có thể chia sẻ video này để lan tỏa đến nhiều người biết hơn nữa. Khóa học sửa chữa điện dân dụng tại dạy nghề Thanh Xuân được đào tạo trong thời gian dao động là 6 tháng. Ở đây thì học viên sẽ được học hai nội dung, đó chính là cơ sở ngành và chuyên ngành. Thời gian học cơ sở ngành sẽ mất khoảng 2 đến 3 tuần. Sau đó thì các học viên sẽ về chuyên ngành. Với chuyên ngành sửa chữa điện dân dụng tại dạy nghề Thanh Xuân, học viên sẽ được học về hệ thống điện trong gia đình, sửa chữa các thiết bị điện dân dụng như nồi cơm, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bình nóng lạnh, quấn motor, quạt điện. Và học phí cho tất cả các nội dung trên trong năm 2024 của dạy nghề Thanh Xuân là 29.650.000 đồng. Đây là chi phí cho toàn bộ khóa học của các bạn và sẽ không phát sinh thêm bất cứ nội dung gì, bởi trong cái mức chi phí này đã bao gồm tiền học phí cũng như tiền dụng cụ thực hành trong suốt thời gian học tập tại dạy nghề Thanh Xuân. Các bạn lưu ý giúp Duyên rằng mức học phí trên là mức học phí chưa áp dụng các chương trình ưu đãi giảm giá hàng tháng. Và nếu như bạn muốn biết được các chương trình ưu đãi khuyến mại hàng tháng của dạy nghề Thanh Xuân, có thể liên hệ đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Tại dạy nghề Thanh Xuân, học viên được cam kết đảm bảo tay nghề, được đào tạo lại miễn phí những phần mà chúng ta chưa hiểu, được hỗ trợ và tư vấn giới thiệu việc làm ngay sau khi học viên ra trường. Em có thể giới thiệu cho các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay về các thông tin của mình được không? Em tên là Nguyễn Văn Sinh, năm nay 26 tuổi và đến từ Hà Nam. Từ Hà Nam đúng không? Vâng. Có rất nhiều ngành nghề, vì sao em lại chọn học nghề sửa chữa điện dân dụng? Thì em thấy cái ngành này có thể phát triển trong tương lai. Phát triển trong tương lai. 26 tuổi, trước khi đi học nghề điện dân dụng thì em đã làm công việc gì rồi? Thì trước đấy thì em có làm bên Nhật 5 năm. Xong sau khi về nước thì em quyết định chọn cái nghề điện dân dụng này. Vâng. Em vào đây học được bao lâu rồi và em thấy môi trường học tập ở đây như thế nào? Em vào đây được hơn 1 tháng. Thì nói chung là môi trường trong này thì là thứ nhất là đông người, vui vẻ, thứ hai là thầy giáo giảng giải rất là kỹ và hiểu. Em cảm thấy hài lòng môi trường ở đây đúng không? Vâng, em cảm thấy hài lòng. Hiện nay thì các bạn trẻ đang rất là quan tâm đến cái mức học phí đào tạo của nghề sửa chữa điện dân dụng. Là một người đã đi học tại dạy nghề Thanh Xuân, và cho chị hỏi một chút là cái số tiền mà học phí em bỏ ra đây là số tiền mà do tự mình có thể lo liệu được hay là do gia đình hỗ trợ mình nhỉ? Cái số tiền này thì là của tự em ạ, tự em lo liệu. Được. Vâng. Vì mình đi xuất khẩu lao động nước ngoài về thì ít nhiều là mình cũng có một số vốn hoàn toàn có thể lo được cho mình trong cái thời gian mình đi học nghề được đúng không? Trước khi đến với dạy nghề Thanh Xuân thì em đã tìm hiểu về nhà trường lâu chưa? Em đã tìm hiểu từ khi ở bên Nhật hay là sau khi mình về nước nhỉ? Sau khi em về nước thì là có tìm hiểu qua người thân bạn bè, thì là được khá nhiều người giới thiệu đến đây. Thì sau đó em quyết định đến đây và tìm hiểu và học tập. Và thì hiện tại mức học phí của nhà trường là như vậy, thì là một người đã tự bỏ cái số tiền của mình ra để đăng ký nhập học tại nhà trường thì em đánh giá như thế nào về cái số tiền này? Nó có xứng đáng với cái chất lượng đào tạo cũng như là để đổi lấy một cái ngành nghề điện dân dụng hay không? Em cảm thấy xứng đáng chị ạ. Bởi vì là với mức phí 29 triệu thì là để đổi một nghề trong tương lai ổn định thì em nghĩ là xứng đáng. Vâng. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình ạ? Tên tôi là Nguyễn Đắc Hợp. Tôi đến từ Bắc Linh. Anh Hợp năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 50 rồi ạ. Trước khi học nghề điện dân dụng thì anh đang làm công việc gì rồi ạ? Trước khi học điện dân dụng thì mình làm xây dựng. Có rất nhiều ngành nghề, vì sao mình lại lựa chọn nghề điện dân dụng? Bây giờ thứ nhất là nó có tuổi rồi, thứ hai là đi làm xây dựng nó cũng cao giáo quá nên chuyển sang nghề này. Nó cũng không phù hợp với cái độ tuổi của mình nữa đúng không ạ? Hiện nay thì anh đang học nghề điện dân dụng tại dạy nghề Thanh Xuân, thì anh đã vào đây học tập được bao nhiêu lâu rồi và anh cảm thấy môi trường học tập ở đây như thế nào ạ? Mình đã vào đây được 5 tháng rồi. Môi trường ở đây thì nói chung là cũng tốt, cũng chả có cái gì hết. Vâng, không có gì vướng mắc cả đúng không anh? Đúng rồi. Và khi vào nhập học tại dạy nghề Thanh Xuân này thì anh đã phải bỏ ra một số tiền học phí là bao nhiêu ạ? Đấy thì là thời điểm đấy thì là 29 triệu nhưng mà trường giảm cho 4 triệu còn 25 triệu. Dạ vâng. Với cái số chi phí là 25 triệu học phí và với những kiến thức mà mình đã được học tập tại dạy nghề Thanh Xuân trong 5 tháng qua thì anh cảm thấy cái mức chi phí này có xứng đáng với những gì mình bỏ ra không ạ? Những gì mình nhận được là học tập ở đây thì là môi trường thì là tốt, đồ dùng dụng cụ thì là thực hành thì là cũng ổn định đầy đủ. Để mà bỏ ra một số tiền như vậy thì là để đổi với một cái nghề này thì cũng là xứng đáng. Nếu bạn muốn có một sự nghiệp vững chắc trong tương lai thì hãy nghiêm túc đầu tư về thời gian, công sức và tiền bạc để tự chọn cho mình một cơ sở đào tạo nghề uy tín chất lượng, giúp bạn có tay nghề thật tốt trước khi lập nghiệp trong tương lai. Bạn yêu thích và mong muốn theo đuổi nghề sửa chữa điện dân dụng, muốn được tư vấn và hỗ trợ chi tiết có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0961 677 991 hoặc đến trực tiếp cơ sở của nhà trường tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Kỳ Duyên, trường dạy nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.